Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Như thường lệ, ngày hôm nay chúng tôi sẽ lại lên sóng số tiếp theo để có thể giới thiệu cho quý vị những công trình đẹp được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế trong thời gian gần đây. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào khám phá công trình chính thì hãy cùng nhau với Ngọc Huyền đi tìm hiểu đôi nét về quy trình để làm ra một bản vẽ thiết kế là như thế nào quý vị nhé. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại số 180 Vạn Phúc Hà Đông, Hà Nội. Nơi đây thì sẽ là trụ sở chính của Mark Home tại miền Bắc. Và quý vị có thể nhìn thấy xung quanh tôi đây là rất là nhiều các kiến trúc sư này đang ngày đêm miệt mài làm việc để có thể là nhanh chóng bàn giao hồ sơ đến tay quý vị khách hàng. Và như quý vị có thể thấy ngay bên cạnh Ngọc Huyền lúc này thì đó chính là một anh kiến trúc sư. Xin chào anh ạ. Chào Ngọc Huyền. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Mình là Quang Long đến từ phòng 3D ngoại thất. 3D ngoại thất ạ. Thì công việc chính của anh thì sẽ là làm những gì ạ? Mình sẽ dựng ngoại thất của căn nhà này. Dựng ngoại thất căn nhà. Thế vậy thì bình thường thì khoảng tầm bao nhiêu lâu thì anh có thể là bàn giao được một cái ngoại thất hoàn chỉnh? Cái này cũng tùy vào kiểu kiến trúc của căn nhà đấy ạ. Nếu mà công trình khoảng 1-2 tầng mái Nhật mái Thái thì sẽ 1-2 ngày. Còn công trình tân cổ điển lâu đài có thể từ 3-4-5 có thể đến 1 tuần nữa. Tùy vào độ khó và khách hàng chỉnh sửa nhiều thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho Ngọc Huyền và quý vị khán giả biết là quy trình để làm nên một cái bản vẽ thiết kế như thế nào không ạ? Quy trình của công ty là từ đầu sẽ về nhà khách hàng khảo sát khu đất, lấy ý tưởng của khách hàng, sau đó là các bạn sẽ tiếp nhận và thiết kế mặt bằng, từ mặt bằng sẽ chuyển sang phòng 3D của mình. 3D của mình khi là hoàn thiện sẽ đến triển khai hồ sơ kỹ thuật, kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán ạ. Có nghĩa là dự toán thì sẽ là cái phòng ban cuối cùng đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Dạ vâng. Vậy thì không biết là trung bình khi mà chúng ta hoàn thiện xong một bộ hồ sơ này, từ lúc bắt đầu này đến khi mà bàn giao với khách hàng thì khoảng tầm rơi bao nhiêu ngày ạ? Cái này thì bình thường nó sẽ từ 30-45 ngày. Nếu mà độ khó cao hơn thì có thể mất thêm một chút thời gian nữa. Nhưng mà nếu mà khách hàng cần hồ sơ gấp cũng có thể nhanh hơn, khoảng 20 ngày đã có rồi. 20 ngày là có rồi anh. Đúng rồi. Vậy thì nếu như mà trong quá trình mà ví dụ khách hàng yêu cầu là phải đẩy nhanh tiến độ thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ phải là tăng ca rất là nhiều để có thể kịp bàn giao đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì em cảm ơn anh đã chia sẻ vừa rồi nhé. Ok, chào Ngọc Huyền. Quý vị thân mến ạ, vậy vừa rồi thì chúng ta đã cùng gặp gỡ với lại kiến trúc sư Quang Long để có thể tìm hiểu về quy trình để ra một bản vẽ hồ sơ thiết kế. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy đến với công trình chính ngày hôm nay. Quý vị thân mến, với kiểu dáng thiết kế được truyền cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản, kết hợp tối giản các chi tiết, mang đến một khuôn viên sống thoải mái cùng mức đầu tư hợp lý. Sức hút mẫu nhà mái Nhật 2 tầng khiến không một vị chủ đầu tư nào có thể chối từ. Và ngày hôm nay, trong chuyên mục Nhà đẹp, Ngọc Huyền sẽ giới thiệu cho quý vị mẫu nhà mái Nhật 2 tầng với chủ đầu tư là anh Hiệp ở Lạng Giang, Bắc Giang. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông. Ngoài gói kiến trúc, chúng tôi cũng hỗ trợ cho khách hàng gói sơ bộ siêu tiết kiệm chỉ với giá 95.000 đồng một mét vuông. Miễn phí. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình để chúng tôi thiết kế cho chủ đầu tư là anh Trần Thành Trung có địa điểm tại An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì Mark Home đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành và khi quý vị sống ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ mảnh đất nào, chỉ cần xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, hãy nhấc ngay máy lên gọi tới Mark Home là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức, tư vấn và triển khai đội ngũ thi công, máy móc đến tận chân công trình. Đội thợ thi công xây dựng của Mark Home là một trong những đội thợ được đào tạo bài bản, tay nghề cao, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ thi công trọn gói. Và quý vị có thể gọi điện ngay từ các số hotline của chúng tôi 0964458888, 0924099999 hoặc 0828133333. Đây là những số hotline mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị bất kể ngày hay đêm, bất kể lễ Tết thứ bảy hay chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Ở trên này chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ các video về những mẫu công trình chúng tôi thiết kế cũng như là các công trình đã hoàn thiện xong rồi để quý vị có thể tham khảo. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Trên này thì chúng tôi cũng sẽ đăng tải tất cả những cái chương trình ưu đãi trong thời gian gần đây mà chúng tôi đang chạy. Ví dụ như ở đây thì sẽ giảm 40% chi phí thiết kế từ 210.000 đồng xuống chỉ còn 120.000 đồng trên 1 mét vuông. Ở trên kênh này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp do chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần nhất. Còn phía dưới là công trình mà đã thi công hoàn thiện xong rồi, đều được các chủ nhà rất là ưng ý.
và quý vị có thể vào đây để tham khảo thêm. Tất cả các hệ thống chi nhánh của Mark Home chúng tôi tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Mark Home 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, phố Nối Dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chi nhánh Đồng Tháp sẽ là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web khác có tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì thứ nhất chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về các nguyên vật tư vật liệu chính hãng, thứ hai là giá thành cạnh tranh và thứ ba là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Ví dụ bình thường khi mà quý vị đi ra bất kỳ một cửa hàng nào chẳng hạn thì quý vị đã phải thông qua rất nhiều khâu, nhiều cấp, thông qua cấp đại lý này, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng tổng kho, thì mỗi một cấp như vậy thì quý vị sẽ bị chiết khấu mất tầm khoảng tầm là 10-15%. Tự nhiên thì cái đơn giá mà chúng ta mua vào nó rất là cao. Nhưng mà khi mà quý vị làm việc trực tiếp với Mark Home của chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được ngay chiết khấu từ nhà máy của Mark Home mà không thông qua bất kỳ một khâu trung gian nào. Như vậy thì đơn giá vật tư vật liệu chúng ta sẽ nhập được thì giảm rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao mà khi xây dựng một cái ngôi nhà của Mark Home thì đơn giá lại thấp đến như vậy và chất lượng thì lại cực kỳ đảm bảo. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì cũng có là đơn vị duy nhất hiện tại có các bậc thầy về phong thủy tư vấn tận tâm, giải đáp tất cả những thắc mắc trong thiết kế và thi công xây dựng công trình cho quý khách hàng. Ở trên kênh này của chúng tôi thì cũng có đăng tải rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp, ví dụ như thiết kế nhà vườn này, nhà cấp 4, thiết kế nhà hiện đại, các mẫu nhà ống đẹp hay là thiết kế biệt thự. Ngoài ra thì cũng có thêm rất là nhiều những công trình mà chúng tôi đã thiết kế hoàn thiện xong rồi. Trên này thì chúng tôi cũng đăng tải này rất là nhiều những cái công trình hoàn thiện và đặc biệt là các giá thành luôn luôn được công khai và minh bạch để quý vị có thể là nắm được cái kinh phí mà mình cần đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi còn có xưởng sản xuất với giá tận gốc để thi công nội thất. Quý vị có thể tham khảo thêm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một cái trang fanpage trên Facebook có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên kênh này của chúng tôi đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp. Đây là những cái mẫu nhà thực tế mà chúng tôi đang hoàn thiện, được cập nhật rất là đầy đủ và chi tiết. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của nhà anh Trần Thành Trung ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về cái phần 3D ngoại thất của công trình. Nhìn vào công trình này thì ta thấy được rằng là đây là một ngôi nhà thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại hệ mái Nhật. Và ngôi nhà này thì được thiết kế theo kiểu dạng nhà ngang. Thì nó sẽ có một cái chiều ngang của nó thì nó sẽ dài hơn rất là nhiều so với khu vực là phần chiều sâu. Và công trình này ta có thể thấy được là cái phong cách hiện đại nó thể hiện rất là rõ nét. Từ những cái đường nét chi tiết này trên tất cả các diện tường hệ cột thì sẽ không có bất kỳ một cái họa tiết hoa văn nào cả được đắp vẽ này, mà chỉ đơn giản là sử dụng những cái đường hình kỳ hà thôi, ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật, để làm nổi bật cho toàn bộ công trình của chúng ta. Công trình này nhá, mặc dù là không có quá nhiều những cái đường nét họa tiết hoa văn rườm rà, nhưng bên cạnh đó thì nó toát lên được cái vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng cho toàn bộ công trình. Và phong cách hiện đại thì hiện tại được ngày nay được rất là nhiều gia chủ yêu thích, đặc biệt là với giới trẻ bởi cái sự hiện đại. Bên cạnh đó thì cái phong cách hiện đại nó sẽ còn tiết kiệm được cái chi phí rất là nhiều cho chủ đầu tư so với các phong cách khác như là phong cách tân cổ điển hay phong cách cổ điển. Màu sắc thì cũng là một trong những yếu tố mà quyết định đến được cái vẻ đẹp của mỗi công trình. Ở căn nhà này thì màu sắc được sử dụng chủ đạo là những cái màu trung tính với lại màu sơn trắng này kết hợp với màu xanh ghi. Màu xanh ghi sẽ nằm trên khu vực phần mái này, phần dưới cổ mái cũng như là phía dưới phần chân tường. Còn lại thì ngoài ra để điểm xuyết thêm cho ngôi nhà của chúng ta thêm phần khỏe khoắn thì đây chúng ta sẽ có cái chi tiết trang trí này là những cái hệ thống là gạch thẻ ốp này. Phía dưới chân công trình cũng vậy thì sẽ ốp bằng chất liệu đá trẻ, còn toàn bộ phần chân cột này thì sẽ sử dụng bằng chất liệu là cái gạch granite bên mây. Thì khi mà làm như thế này với cái màu sắc pha trộn nó hài hòa như thế này ạ, thì khi mà chúng ta nhìn công trình thì sẽ cảm nhận là công trình nó sẽ cảm thấy rất dịu hơn, mát mắt hơn rất là nhiều. Tiến gần hơn về chi tiết thì ta có thể thấy được là toàn bộ cái phần sảnh công trình này thì sẽ được làm bằng chất liệu là gạch granite này. Hệ bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Sau này thì cái phần đường phía ngoài có tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường.
Đặc biệt thì với cái điều này thì giúp là việc thông gió này và điều hòa không khí trong căn nhà nó tốt hơn nữa. Và khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống bậc ngũ cấp như thế này thì có thể nhìn thấy này, cái tổng thể ngôi nhà của chúng ta nó rất là cân xứng. Nó sẽ giúp là cân xứng giữa phần đế này, phần thân này, phần mái này. Và một ngôi nhà một tầng khi mà chúng ta thiết kế cái phần đế càng cao thì nó lại càng đẹp. Hai phần sảnh này thì có hai hệ thống cột trụ rất là lớn vuông vức, ở giữa thì có thêm những cái đường kẻ chỉ âm tường và còn có thêm những cái phần là đèn dọi để chiếu sáng nữa. Còn ngôi nhà chúng ta thì nó mang đúng tính chất của một ngôi nhà vườn, cho nên thiết kế rất là nhiều những hệ thống bồn hoa này chạy xung quanh căn nhà. Bồn hoa thì nó sẽ giúp là việc là tăng thêm cái vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà này, giúp ngôi nhà thêm hòa nhập với thiên nhiên. Tuy vậy thì qua cái quá trình thời gian sử dụng ấy, nó ở phía bên ngoài thì tiếp xúc rất nhiều điều kiện thời tiết này, nắng mưa thất thường, đồng thời thì đất này, cát nước tồn đọng khá là lâu ngày dẫn đến tình trạng là mục nứt nẻ cho bồn hoa. Và đặc biệt nhắc cái tình trạng là nó sẽ kéo theo cái phần là cốt thép bên trong ấy, nó cũng sẽ bị hoen rỉ theo nữa, nó sẽ gây ra cái hiện trạng thấm ngược nước bên trong công trình, nó sẽ ảnh hưởng kết cấu của công trình rất là nhiều. Chính vì thế mà cái việc là chúng ta xử lý cho chống thấm cho bồn hoa thì đây là một việc làm vô cùng cần thiết. Và ở trong cái căn nhà này của chúng ta thì chúng ta có rất là nhiều cách để có thể là xử lý chống thấm. Đầu tiên là ta có thể là chắt giày phía bên trong này, sau đó thì sẽ mở những cái hộp nhựa này, cho hộp nhựa bên trong đổ đất vào để trồng cây. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng là cái keo đất sét chống thấm này, nhựa đường Sika hay bằng dán bitum. Ở phía trước này ta thấy gia chủ cũng có để thêm một cái hệ thống bộ bàn ghế này, có thể ngồi đây để thưởng trà này, ngắm trọn vẹn toàn bộ tầm view xung quanh của ngôi nhà. Còn toàn bộ phần sân phía trước này sẽ được ốp hoàn toàn bằng chất liệu là gạch chống trơn. Căn nhà này thì được sử dụng phần hệ thống sảnh này, sử dụng là cửa thép vân gỗ kết hợp cùng với kính cường lực. Còn toàn bộ hệ thống cửa phụ cửa sổ này được sử dụng bằng chất liệu là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính. Nói về cái hệ thống cửa chính này ạ, tại vì sao chúng tôi sử dụng cửa thép vân gỗ cho công trình? Bởi vì với khí hậu của Việt Nam nóng ẩm mưa nhiều, khi mà chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên ấy, thì thường nó sẽ không được bền, nó sẽ hay xảy ra cái tình trạng là mối mọt, cong vênh, co ngót. Chính vì thế với cái thời đại ngày nay, khi mà mọi thứ khoa công nghệ phát triển rồi, chúng ta có rất là nhiều những vật liệu khác để có thể thay thế cho gỗ tự nhiên. Như ở đây thì là cửa thép vân gỗ này, ngoài ra quý vị có thể sử dụng thêm một cái cửa nhôm hay ogin nữa. Thì quý vị nhìn cái cảm quan ban đầu nhá, nhìn nó không có khác gì so với gỗ tự nhiên cả. Nó cũng có những cái đường vân gỗ rất là nổi bật, rất là đẹp thế này. Nhưng mà quý vị có thể là hoàn toàn không phải lo lắng cái tình trạng nào mối mọt, cong vênh hay co ngót. Toàn bộ hệ thống cửa phụ cửa sổ thì sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm và kính. Thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài. Thì có rất nhiều những chất liệu và độ dày khác nhau như là nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai là phần kính thì bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp hay là kính phản quang. Còn cái thứ ba đó chính là phần phụ kiện. Phụ kiện thì sẽ bao gồm là hệ thống tay nắm cửa này, bản lề này hay là keo liên kết. Thì tùy từng vào cái tầm tài chính của mỗi gia đình thôi mà chúng ta sẽ lựa chọn những loại vật liệu khác nhau từ bình dân cho tới cao cấp để có thể là đảm bảo cho cái công trình của chúng ta nó luôn luôn được bền bỉ theo thời gian. Ngôi nhà chúng ta được thiết kế theo hệ mái Nhật, cho nên quý vị có thể nhìn thấy ở đây ạ, chúng ta đã khéo léo mang những cái chi tiết để trang trí mái vào. Như đây là một hệ thống cửa sổ mái này, rồi thiết kế lớp chồng lớp này. Ngay phía bên này thì có một cái hệ thống ống khói giả nữa. Như thế này thì sẽ làm cho công trình của chúng ta nó trở nên nổi bật, tạo điểm nhấn hơn và công trình nó sẽ không bị buồn. Nhìn từ góc độ bên này ta sẽ thấy là ngôi nhà của chúng ta thì có hai phần sảnh. Đây là khu vực sảnh chính này, còn đây là khu vực sảnh phụ này. Sảnh phụ này sẽ đi vào cái khu vực là kết cấu bên trong của ngôi nhà. Thì sảnh phụ này bên trên này được thiết kế đơn giản hơn một chút là có để một cái hệ thống mái che, có bán kính cường lực phía bên trên nữa để che chắn mưa gió hắt vào phía bên trong của cái công trình này. Đây là một góc nhìn khác công trình, ta thấy được phía mặt sau công trình này cũng được pha trộn màu sơn vô cùng hài hòa. Và phía bên trên hệ thống mái thì còn có thêm một cái tách nước và để thải tắc. Phía bên trên hệ thống mái còn có để một ô để chúng ta có thể là để tách nước và thải dương năng. Đây là phối cảnh của ngôi nhà lúc về đêm. Thì ta sẽ thấy là những cái hệ thống đèn dọi chiếu sáng này làm cho ngôi nhà thêm cái phần nổi bật và lung linh. Phần tường bao của ngôi nhà thì cũng là một yếu tố rất là quan trọng tạo cái ấn tượng đầu tiên ngay từ khi mà khách bước vào nhà. Tường bao này thì sẽ có hệ thống này, ở cái phần cổng này được thiết kế rất là vuông vức này, bên trên có hệ thống mái Nhật này. Tường bao thì sẽ thiết kế là những cái hệ thống bê tông cốt thép này, sơn trắng, sau đó thì sẽ được xen kẽ cùng với lại những cái đường hệ thống song sắt nữa, thì sẽ tạo được một cái sự khỏe khoắn toàn bộ công trình. Mái Nhật của chúng ta thì đây là một trong những cái hệ mái mà được xuất phát từ đất nước Nhật Bản.
Máy Nhật và có tên gọi khác đó chính là máy lùn. Thì nó sẽ có một cái độ dốc vừa phải, rất tương đối này, khoảng tầm là 40 độ. Sau đó thì nó sẽ giúp này chắn nắng, che mưa rất là tốt này. Đặc biệt là một cái độ dốc nhẹ như thế này nữa thì nó sẽ giúp là thoát nước mưa nữa. Nó sẽ tránh hiện tượng là ứ đọng một nước trên mái giống như máy bằng. Đồng thời thì máy Nhật còn có một cái tác dụng đó chính là mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nên là hiện tại được rất là nhiều gia chủ yêu thích và lựa chọn cái hệ thống máy này. Máy Nhật thì nó còn có ưu điểm nữa đó chính là cái chi phí của nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với khi chúng ta sử dụng cái hệ thống máy Thái. Nên là quý vị hoàn toàn có thể tham khảo cái phong cách này cho căn nhà của mình. Vừa rồi là toàn bộ cái phần ngoại thất công trình này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần tiếp theo, đó chính là cái phần bóc mái. Phần bóc mái này hay còn gọi là phần mặt bóng bóc tách mái cho chúng ta thấy là toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà với góc nhìn từ phía bên trên xuống thì trong này nó sẽ có những cái gì. Được các kiến trúc sư của chúng tôi bố trí này, nội thất rất là đầy đủ. Và khi mà quý vị nhìn ở phía cái phần mặt bóng bóc mái như thế này thì có thể thấy được rõ nét này, toàn bộ từng cái chi tiết bên trong căn nhà sẽ gồm có những cái gì, quý vị có thể dễ dàng hình dung hơn. Và trong cái phần này ạ, thì nếu như sau này nhá, mà quý vị có làm cái nội thất á, thì có thể là tham khảo đúng cái phần bóc mái như thế này cho chính căn nhà của mình để tạo được một cái sự đồng bộ. Và toàn bộ cái phần bóc mái đều được các kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm với bộ hồ sơ thiết kế nhà. Công trình này của chúng ta thì từ hệ thống sảnh chính bước vào này, phía bên trong thì sẽ là cái khu vực là phòng khách, có một bộ sofa ở bên này được sử dụng bằng chất liệu là gỗ tự nhiên kết hợp cùng với da. Phía đối diện thì sẽ là một hệ thống kệ tivi, từ đây sẽ liên thông thẳng với cái khu vực phòng thờ phía bên trong. Ban thờ thì sẽ hướng thẳng phía mặt tiền ngôi nhà này, giúp đón được nhiều tài lộc và vượng khí. Hai bên thì có hai lọ lục bình để tích lộc. Ở đây sẽ có những hệ thống vách lam này, vách lam gỗ như này thì sẽ giúp là ngăn cách giữa không gian phòng thờ cũng như khu vực khác này. Đặc biệt thì cái hệ thống này nó sẽ còn vẫn tạo được một cái sự thông thoáng và sự đồng nhất cho toàn bộ các không gian. Phía cuối này thì sẽ là cái khu vực đó chính là cái hệ thống bếp với phòng ăn. Bếp phòng ăn ở đây thì sẽ có hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L. Giữa thì sẽ có một bộ bàn ăn rất là lớn dành cho 6 người. Từ không gian này ta sẽ có một cái hệ thống cửa đấy, đi ra cái khu vực là cái phần sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Căn nhà này thì được thiết kế là với 4 phòng ngủ thì sẽ bao gồm này. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có đây 3 phòng ngủ thường. Đấy, phòng ngủ này này, phòng ngủ này, phòng ngủ này nữa. Đây là phòng ngủ thường, được thiết kế đầy đủ hết tất cả nội thất này, giường ngủ này, tủ quần áo này, rồi là tắp đầu giường, bàn trang điểm. Phòng nào cũng đều có những ô cửa sổ thoáng để có thể lấy sáng tự nhiên, được hoặc không khí. Còn riêng phòng ngủ này thì đây sẽ là phòng ngủ khép kín của gia đình. Phòng ngủ này thì sẽ có thêm ngoài hệ thống là tất cả này, đồ đạc nội thất này, thì còn có thêm một khu vực nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong, bao gồm là cái lavabo này, bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Còn ở phía bên này thì ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung cho cả căn nhà. Ở đây có thiết kế đẩy lavabo phía ngoài, bên trong thì sẽ là bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Đây là những cái góc khác của một ngôi nhà này. Đấy, toàn bộ không gian bên trong chúng tôi thiết kế rất là nhiều góc để quý vị có thể nhìn thấy toàn thể này. Còn đây thì sẽ là cái hiện trạng công trình. Đấy, công trình chúng ta nằm trong khuôn đất như thế này. Nhìn ngôi nhà chúng ta rất là cũ rồi đúng không ạ? Vậy cho nên là phải xây dựng một công trình mới thì đây là một cái việc làm hoàn toàn cần thiết. Chúng tôi đã thể hiện rất là rõ nét này, này toàn bộ không gian, cái khuôn viên ngôi nhà đây. Sau này chúng tôi sẽ xây dựng căn nhà khu vực này. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về cái chi tiết bộ hồ sơ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về phần mục lục trước. Phần mục lục này sẽ thống kê toàn bộ những cái mục chính có trong cái bộ hồ sơ này, bao gồm là mặt bằng này, mặt đứng này, mặt cắt này, các chi tiết như vệ sinh này, rồi là chi tiết cửa đi, cửa sổ, chi tiết cột, phào chỉ, chi tiết kiến trúc, mái kính. Tổng cộng thì có 38 mục tất cả. Chúng tôi đã có ký hiệu số thứ tự đầy đủ này để quý vị có thể là thuận tiện cho quá trình tra cứu. Đây thì chính là mặt bằng hiện trạng công trình. Công trình nằm trên một khuôn đất có diện tích khoảng tầm 250m2. Thì chúng ta sẽ bố trí được cái ngôi nhà như sau. Đây, toàn bộ công trình của chúng ta thiết kế theo kiểu nhà ngang. Đây là hướng mặt tiền phía trước. Nhìn vào mặt bằng bát tràng, người ta thấy được là gia chủ sinh năm 1985. Mệnh thì sẽ là mệnh kim, hải trung kim. Cung mệnh sẽ là càn, thuộc tây tứ mệnh, hợp với các hướng như là tây nam, diên niên. Tây bắc thì phục vị được sự giúp đỡ. Hướng đông bắc thiên y, thiên thử che chở. Hướng tây là sinh khí. Màu bản mệnh thì sẽ là trắng, vàng đồng. Màu tương sinh thì sẽ là vàng và nâu. Khi mà chúng ta thấy được cái mặt bằng bát tràng này, ta có thể là đặt bố trí hướng nhà này, hướng bếp, hướng ban thờ, quay về hướng tốt. Còn lại những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Đây chính là mặt bằng công năng của công trình.
Thì đây là một ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà ngang. Như đây chúng ta có thể thấy ạ, cái chiều ngang mặt trước này thì sẽ là 19,5m, còn không gian chiều sâu thì sẽ là 11,1m. Chúng ta sẽ có này tổng cái mặt bằng diện tích thiết kế này là 145m2. Và trong 145m2 này thì chúng ta có thể là bố trí được những cái không gian khác nhau. Ví dụ nhé, từ đây bước vào này, ta sẽ có toàn bộ là không gian phòng khách. Toàn bộ đây là 23,5m2, khá là rộng rãi để có thể bố trí một bộ sofa rất là lớn. Phòng thờ nằm ở đây với diện tích là 12,5m2. Căn nhà của chúng ta thì sẽ có này, cái phòng ngủ 1 là 13m2 này. Phòng ngủ tiếp theo là phòng ngủ master với là 15m2, diện tích lớn nhất. Phòng ngủ số 3 là 12,5m2. Tất cả các phòng ngủ này thì quý vị có thể nhìn thấy này, tôi có để ý ở đây đều thiết kế là hệ thống là tủ âm trần. Riêng cái phòng ngủ số 2 này là phòng ngủ có một nhà vệ sinh riêng biệt, thì chúng ta sẽ thiết kế ở đây thì sẽ là một cái tủ bình thường thôi. Nhưng mà ngoài ra thì sẽ còn có thêm một cái nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong nữa, là rộng 5,6m2. Ở đây sẽ là một cái nhà vệ sinh chung với cả căn nhà, rộng là 5,6m2 với đầy đủ là hệ thống đây lavabo để bên ngoài này, bên trong thì sẽ là vòi tắm sen và bồn vệ sinh. Căn nhà của chúng ta thì có một khu vực phòng bếp và phòng ăn kết hợp với nhau, rộng 20m2 với một bộ mà bàn bếp này, với một bộ bàn ăn này dành cho 6 người. Hệ thống tủ bếp thiết kế theo hình chữ L với bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh. Chúng ta có thể là di chuyển tối ưu hóa cái việc là chuyển vào không gian bếp này, đặc biệt thì tránh hiện tượng lửa và nước đối đầu nhau. Từ đây ta sẽ có thêm một cái hệ thống cửa nữa. Đây là cái cửa sảnh phụ phía ngôi nhà. Đây chính là cái phần mặt đứng của công trình này. Nhìn vào mặt đứng, người ta thấy được là ngôi nhà có tổng chiều cao tính từ cốt sân lên khu vực đỉnh mái thì sẽ là 7,5m. Trong khi đó thì chiều cao của cái hệ thống là bậc ngũ cấp đi lên, bao gồm 5 bậc thì sẽ là 750mm. Chiều cao thông thủy của căn nhà là 3,9m. Chiều cao phần mái thì sẽ là 2,8m. Như thế thì khi mà chúng ta biết được những thông số này thì thấy được căn nhà của chúng ta nó có một chiều cao rất là tương đối và hài hòa. Đây là những cái phần mặt đứng bên của công trình. Còn đây sẽ chính là phần mặt cắt. Mặt cắt cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua này, bao gồm là chiều cao của cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ này, cửa đi này, rồi biết những vị trí nào cần phải đổ bê tông, ví dụ như là ở dưới sàn này đổ một lớp bê tông chống sụt lún này, rồi là cái bên trên cái sàn khu vực là ở tầng mái này đổ một lớp bê tông trần này, và sẽ đổ thêm một cái lớp bê tông đối trọng nữa. Ngoài ra phía bên trên thì sẽ lợp thêm cái vỉ kèo dán ngói phía bên ngoài. Đây sẽ chính là hệ thống ống khói giải. Đấy, toàn bộ cái phần mặt bên công trình này, cái phần khu vực ở dưới bậc tam cấp này cũng được đổ bê tông này. Khu vực này thì chính là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì có cả sàn và tường điệu đều ốp gạch ceramic. Riêng cái phần sàn thì sẽ là chống trơn, màu ghi sáng là 300x300. Còn phần tường thì sẽ là cái cũng là màu ghi sáng, mà mạch ốp thì nó sẽ trùng với mạch lát. Cái trần thì sẽ sử dụng trần bê tông cốt thép bả lan sơn hai nước màu trắng. Ngoài ra thì còn có thể sử dụng thêm một phần khu vực là trần nhựa nữa. Về hệ thống cửa chính của chúng ta sử dụng là hệ thống kép thép giả vân gỗ, kính toàn tập cho 38. Khi mà chúng ta thiết kế kích thước cửa chính ấy, thì cũng cần phải lưu ý về kích thước lỗ ban. Cách tính như sau, chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái phủ bì bên ngoài trừ đi cái khuôn bao vào nẹp thì sẽ ra được cái kích thước là nó sáng lọt khe. Đây sẽ là kích thước chính, ở đây là sẽ là 1610. Chúng ta có thể đặt vào cái trang makhunggroup.vn tới lên trên vào cái mục thước lỗ ban, sau đây sẽ nhập cái kích thước là 1610 này vào để có thể tham khảo nhé. Nếu mà nó rơi đúng cái cung mà tốt ấy, thì nó sẽ là màu đỏ. Đấy, còn màu đen thì nó là cung xấu. Còn đây thì sẽ là toàn bộ khu vực là cửa đi này và cửa sổ công trình. Đây là các chi tiết khác nhau như chi tiết cột này, chi tiết ngũ cấp này, mặt cắt của cột này. Đây là cái chi tiết trang trí phần mái này. Rồi là chi tiết được cái dàn tre. Nhìn phần mặt bằng lát sàn ta thấy được toàn bộ không gian bên trong. Những cái phần nào phải để những cái loại gạch nào, rồi những cái phần nào chúng ta cần phải cắt gạch để tránh hiện tượng là thợ cắt gạch quá nhiều, các gạch tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo thì ta sẽ qua cái hồ sơ về kết cấu. Nhìn vào công trình này sẽ sử dụng là giải pháp xử lý nền và móng này, móng đơn bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gục ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Và như quý vị đã biết thì căn nhà này của chúng ta là một căn nhà một tầng mái Nhật thôi. Đặc biệt là cái diện tích của nó thì nó cũng tương đối, nó nhỏ, nó không quá là lớn. Chính vì thế chúng ta chỉ cần sử dụng là cái hệ thống móng đơn bê tông cốt thép cho công trình đã đủ tải trọng rồi. Trong cái hạng mục kết cấu này chúng tôi thể hiện rất là chi tiết này,
từng cái chi tiết gia cường dầm này, chi tiết gia cường tại vị trí cột chống dầm chính này, chi tiết cấu tạo nút khung này, bố trí lách tô cửa này. Ngoài ra thì còn có chỉ dẫn chung nối cốt thép dầm sàn nữa. Khi mà quý vị nhìn vào trong cái bản bản hồ sơ thiết kế này thì quý vị có thể dễ dàng trong vấn đề thi công. Ngoài ra thì trong các bản hồ sơ này thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái phần nữa, đó chính là cái phần bảng thống kê cốt thép. Sẽ giúp chúng ta định lượng cái số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém chủ đầu tư. Và đặc biệt là khi mà chúng ta có cái bảng thống kê này rồi thì chúng ta sẽ không lo hiện trạng là thợ có thể là ăn bớt được cái số lượng cốt thép của chúng ta. Như thế này thì nó sẽ thuận lợi cho chủ nhà rất là nhiều. Tiếp theo là phần hồ sơ điện nước. Điện nước là một trong những hạng mục cũng khá là quan trọng, quyết định đến là cái yếu tố sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình có thuận tiện hay không. Và trong hạng mục này chúng ta này, đầu tiên thì chúng ta sẽ có này, mặt bằng chiếu sáng thông gió này, bố trí ổ cắm internet này, điều hòa bình nóng lạnh, bố trí camera, mặt bằng chống sét tiếp điện tầng 1, chống sét mái, rồi là cái sơ đồ này, nguyên lý cấp điện này, rồi là sẽ có đấy bảng thống kê vật tư thiết bị điện, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước và bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Thì có thể thấy rằng là cái bộ hồ sơ thiết kế điện nước này, đây là một trong những cái rất là quan trọng và không thể thiếu được trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Tiếp theo là phần dự toán. Trong dự toán này thì chúng tôi có thể hiện rất là đầy đủ và tỉ mỉ này, toàn bộ này, thì ví dụ như là quý vị sử dụng là thép của hãng nào này, rồi là gạch ngói này, bê tông của hãng nào này, đều chúng tôi thể hiện rất là đầy đủ chi tiết ở đây. Từng cái đơn vị này, khối lượng này, vật liệu này, thành tiền công khai rất là minh bạch để quý vị có thể tham khảo. Và chúng tôi cam kết là nếu như quý vị đăng ký thi công chọn gói của chúng tôi thì tất cả trong cái bản dự toán này chúng tôi thể hiện rất là chi tiết và cam kết là sẽ không phát sinh. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình mà sử dụng. Quý vị thân mến, bạn được vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Trung có địa chỉ tại Thái Bình. Nếu như mà quý vị nào yêu thích thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công chọn gói, hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong một số tiếp theo.